Kính thưa quý vị, xã Mai Long gồm có 5 đất à, gồm có 4 tộc, gồm dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Mông và dân tộc Dao. Dân tộc Dao vẫn chiếm Asco và luôn xin giữ được các bản sắc dân tộc, đặc biệt là bản lễ rất đẹp. Thank you.
Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn đội văn nghệ của xóm Đông Gù mang tiếp tục.